Xin chào các bạn, là Linh tại Chrunix VN và đây là con DRZ 400 của mình. Bằng những cái việc đơn giản như là thay lọc gió, vệ sinh lọc gió và thay nhớt thường xuyên thì bạn đã có thể kéo dài tuổi thọ của con xe rất là nhiều rồi. Video này mình sẽ cho các bạn thấy là cái cách mình vệ sinh và thay lọc gió trên con DRZ 400 này như thế nào. Có 3 loại lọc gió chính là lọc giấy, lọc xốp và lọc trụ. Thì cái lọc gió cũ của xe này là lọc trụ như thế này, còn bây giờ mình đổi qua sử dụng cái lọc xốp. Thì ở đây là cái con DRZ của mình đã đến lúc phải thay lọc gió rồi, tại vì cái ga của nó nổ không có đều nữa. Mình mở ra kiểm tra thì thấy cái này nó dơ quá. Thì nếu mà bạn thấy cái xe của bạn nổ không đều, bị hụt ga, đặc biệt là với cào thì phần nhiều là do cái lọc gió của bạn dơ quá rồi. Kiểm tra cái lọc gió đầu tiên. Cái lọc gió mới mình sử dụng là cái lọc mút xốp, tại vì cái loại này nó có thể vệ sinh, giặt giũ và sau đó sử dụng lại nhiều lần. Để mà giặt với lại vệ sinh cái này thì cần có một cái dung dịch vệ sinh đặc biệt dành cho cái loại lọc gió này. Sau mỗi lần vệ sinh thì mình phải thoa một cái lớp dầu mỏng ở trên cái lọc gió. Thì cái chức năng của cái lớp dầu đó là giữ lại những cái bụi, không cho nó đi vào bình xăng con. Tại vì nếu mà tha nhiều quá thì nó sẽ cản cái nghẹt khí. Cái trò này nó hơi dơ. Một cái lớp dầu mỏng nhưng mà nó phải bao hết cái này. Bao hết chọn được cái bắt kem để bánh kem vậy. Rách cái là mất nhiêu tiền à? 1 triệu. Đấy. Okay. Tại vì mình để cái này chỗ này quá dơ, chỗ tiếp xúc này lẽ ra là nó phải cực kỳ sạch. Kiểm tra coi là mấy cái mép nó tiếp xúc hết, nó không có bị hở ra. Bây giờ lau tay, nổ máy. Còn là cái cổng lọc gió ở bên này nó có thể tháo ra được để mà mình lấy cái lọc gió ra thay dọc đường, hoặc là nó bị ướt đó, lấy ra hong khô. Hy vọng với cái video này thì bạn đã biết thêm chút ít về công việc bảo trì và bảo dưỡng xe cào cào cũng như là xe phân khối lớn hoặc là xe nói chung. Cảm ơn bạn đã xem video. Mình là Linh tại Chrunix VN. Lung chơi cào cào nhưng mà biết thay lọc gió.